Mẫu ngữ pháp thứ hai, chúng ta sẽ học về từ để hỏi địa điểm, phương hướng. Doko, Dochida. Doko là từ để hỏi về địa điểm. Dochida là từ để hỏi về phương hướng. Tuy nhiên, Dochida cũng có thể được dùng để hỏi về địa điểm. Với ý nghĩa đó, thì Dochida mang sắc thái lịch sự hơn Doko. Cấu trúc danh từ wa, doko, dochira desu ka? Ví dụ: Elevator wa doko desu ka? Thang máy ở đâu? Asoko desu. Thang máy ở đằng kia. Kaidan wa dochira desu ka? Cầu thang bộ ở đâu? Achira desu. Ở đằng kia. Khi muốn hỏi về tên nước, công ty, trường học, ta sẽ không dùng nan, cái gì để hỏi, mà sẽ dùng doko, dochira. Okuni wa dochira desu ka? Đất nước của bạn ở đâu? Dịch thuận sang tiếng Việt là bạn là người nước nào? Ví dụ: Mira-san no okuni wa dochira desu ka? Anh Mira là người nước nào? America desu. Là người Mỹ. Khi hỏi tên nước của ai đó, có thể thêm o để thể hiện sự lịch sự, trang trọng. Chú ý, khi nói về đất nước của mình thì không thêm o. Daigaku wa doko desu ka? Bạn học trường đại học nào? Kaisha wa dochira desu ka? Bạn làm việc ở công ty nào?